Ngon, bổ rẻ cho bác đi ạ. Để cho bác nào những cái bộ này chơi cho ngon bổ rẻ bác nhé. À, để bây giờ mà kiếm được một cái đầu chạy USB nó rất là khó rồi. Hay là chạy đĩa. À, con này thì báo cáo các bác là nó có cả chạy đĩa, đĩa vẫn chạy bình thường bác nhé, chạy được đĩa này. Có cả phía trước có cả cổng USB luôn. Cổng USB. Cổng mic. Và tăng giảm volume, con này chưa dọn này. À, báo cáo các bác là con này lại có cả công suất. Con này đánh công suất luôn. À, tất cả dòng đời mới này nó chạy bác nhìn nhé. Nó xử lý bằng chip hết. Nó xử lý chip số nhé. Xử lý chip số hết bác ạ. Tất cả những dòng đời mới bây giờ nó xử lý bằng chip số hết. Nên chất lượng âm thanh nó khá là hay. Nó không phải xử lý bằng sò hay bằng tụ nhiều như những ngày xưa. Đấy. Con này để cho bác mức giá 500k. À, con này các bác về đánh có thể được lên đến 5 6 cái loa tay nữa. Ở phía sau nó có cổng đấu loa ra. Đây. Anh nhìn nhé. 5 6 cổng loa tay. Đây. Từ em tận rồi. Đấy, bác chú ý cho em. Con này nó là vừa là đầu thế đây lại vừa là âm ly nhé. Âm ly. Bác nhìn chưa? Con này nó chạy là một loa, hai loa, ba loa, bốn loa, năm loa, sáu loa. Con này nó có cả cổng loa súp luôn bác nhé. Cổng loa súp, bác nhìn cổng loa súp chưa? Vậy là bác nào về muốn nghe dòng 5.1 nhé, 1 2 3 4 5 này, .1 là con súp này, là 6 có công suất luôn ạ. Bác nhìn có công suất chưa ạ? Con này ngoài chức năng nó làm đầu đĩa hoặc chạy USB ra thì nó còn có thể làm một chiếc âm ly, bác chú ý cho em nhé. Có làm chiếc âm ly đây, bác nhìn này. Đấy. Làm chiếc âm ly. Ok chưa? Còn USB thì em cũng chưa test. Chưa test. Nhưng mà chắc là có USB nó sẽ chạy được thôi. Chả có gì cả. Đấy, ok chưa? Em cắm em vừa cắm vừa đem thử đĩa đây thì vẫn chạy đĩa bình thường. Đấy. Vậy là con này là thành làm cái âm ly nữa bác nha, chú ý nha. Âm ly. À, và đây. Video có cổng out. Có nghĩa là cổng xem video ra, nhưng mà đặc biệt là con này có cổng AUX in. Các bác có thể cắm tivi, máy tính, điện thoại, laptop vào cổng này luôn này. AUX in này, đây là cổng vào. Nhìn thấy chưa ạ? Đây là cổng cắm điện thoại, máy tính, laptop vào đây luôn. Hoặc là bác có thể cắm một thiết bị thu Bluetooth không dây vào đây. Đấy, bác nào thích báo em không có cho các bác cái đấy. Thế là cái đầu này nó đã chuyển thành là vừa đầu CD, vừa là đầu DVD, vừa là đầu đọc USB, mà lại vừa là cái đầu công suất. Bởi vì tại sao nó công suất, bác nhìn này, nó có volume cộng trừ, bác nhìn nhé. Đây là volume này, cộng này, to này, nhỏ này. Đấy, con này nó sẽ xử lý bằng chip số hết, nó xử lý bằng chip hết. Nhiều bác lại bảo ôi nó có cái mạch thì nó đánh cái gì. Tất cả bây giờ thiết bị điện tử đời cao bây giờ họ dùng bằng chip nhé, bằng chip hết rồi. Đấy, mức giá 500k cho bác, con nào lấy liên hệ với em Tuấn. Các bác nhìn cái vỉ của nó. Nhìn vỉ của bếp từ chưa ạ? Đây là con bếp từ với hai từ. Mức giá 2 triệu 800 nghìn. Con bếp từ này các bác có thể làm bếp âm và bếp dương đều được hết. Các bác có thể cắt ở bệ nhà mình ra, đặt làm bếp âm. Hoặc có công có việc, ăn lẩu có thứ bác có thể nhấc lên luôn. À, con này nó thiết kế, đây những cái đồ gá bên cạnh. Chút nữa em sẽ lấy một con mới kia. Em chỉ cho bác. Con này tất cả đều là từ nhé. Bếp trước, bếp sau, đây là bếp trước này, bếp sau này. Đây là cảm ứng từ hết. Chút nữa đây là chẳng qua em quay lõi. Quay lõi cho bác nhìn này. Bác nhìn nhé. Đẹp nhé. Đẹp mỹ mãn luôn. Và đây này, bác nhìn này. Cái lượt đồng, lượt dây đồng của nó nhé. Toàn kép luôn, hai lượt luôn ạ. Hai lượt đồng chứ không có một lượt đâu bác nhé. Bác nhìn chưa? Nhá. Hai lượt dây đồng luôn. Ok chưa? À, chiếc bếp này có mức giá là 2 triệu 8. Dòng này dùng rất là bền luôn bác nhé. Phải nói luôn là như mới luôn. Đẹp như mới luôn. Con này có hai đường điện, một đường điện 100V và một đường điện 220V. Bên em sẽ cắt bỏ một cái đường điện 100V đi. Đây cái đường 100V đây. Nó vẫn chạy từ đây ra này. Chạy ra ngoài này. Đấy. Nó chạy ra đây. Nhưng bên em thì chỉ để một đường này thôi. Còn một đường ấy bên em quắt đi, cắt đi. Nhá. Ở đây còn một đường này. Cái đường 100V này, đây đã bị cắt này, cắt bỏ đi. Phải cắt bỏ, vô tình các bác về cắm nhầm cái là thôi đấy, mệt lắm. Bỏ đường điện 100V đi, để đường điện 220. Dòng này các bác 220 thoải mái. Ok chưa? Đấy. Và tất cả đây, những cái gá này này là để khi các bác đặt xuống cái bàn đá cắt đấy, nó giữ lại. Và các bạn có thể nhấc lên rất đơn giản. Nhấc lên rất đơn giản. Còn đây,
Bác nào về muốn tháo ra để xem hoặc kiểm tra thì, nhưng mà đừng có lau cái tản nhiệt đi nhá. Đây là cái keo tản nhiệt. Đấy, còn mặt của nó đây là mặt gương này. Tất cả đều mặt gương. Gương sáng bóng hết xung quanh bo viền inox. Bo viền inox. Đây cảm ứng hết. Được chưa? Đây này, các bác nhìn này. Các bác đặt này, đấy các bác có thể đặt làm bếp âm và bếp dương đều được. Mức giá 2 triệu 8 một chiếc, hai bếp từ. Đấy, mời các bác vào cái clip em test phía sau nhé. Mà bếp cũng về được mấy hôm rồi. Cái dòng này thì em cũng đã test nhiều cho bác rồi ạ. À, đây là dòng bếp từ của Nhật Bản. Bếp từ chạy điện mà có hai đường điện bác nhé. Một đường điện 100V và một đường điện 220V. Cái đường điện 100V thì bên em đã cắt, chủ động cắt đi để bác để tránh bị cắm nhầm đấy. Cắm nhầm. Đấy. Con này bác nhé. Đấy. À, thì đối với lại con bếp này thì nó có cái chiều sâu, chiều ngang của nó 50 này, chiều này là 50 này, chiều này 30 các bác nhé. Nó rất hợp lý cho tất cả những cái khu bếp của các nhà ở thành phố, nó hợp lý hơn. Đấy. Con này có thể đặt bếp làm bếp dương và có thể làm bếp âm được. Đây bếp âm đấy, có chỗ đặt luôn. Bếp còn rất là đẹp luôn, phải nói đẹp gần như mới luôn. Tất cả gioăng gioăng tì đây còn nguyên luôn ạ, gioăng tì nguyên. À, dòng này có hai nồi, bây giờ em bật bếp nhé. À, khi các bác cắm điện vào, em cắm được điện 220 luôn ạ. Bác bật bếp về, con này mức giá 2 triệu 9 nhé, 2 triệu 9. Đấy bác giữ tay một lúc này, nó bật lên nguồn. Sau đó bác ấn vào đây, IH này. Đấy, nó sẽ tự động này. Đây là nấc số 6, số 7 này. Đấy, lên số 7 luôn. Con này từ trước năm và kể cả vài năm về trước vẫn mức giá này các nhá. Vẫn mức giá này. Kể cả vài năm về trước mà thôi, tí là tặng cho bác 100 đi, còn 2 triệu 8 đi cho nó sướng. Coi như kiểu là bớt cho bác 100 thì bác thử ship đi. 2 triệu 8 cho thích, giữa với 29. Ok cho bác. Đấy. Bốc ngồi buồn sướng lắm ạ. Ấy. Coi nhớ nhá. Sồi nó rất là đẹp luôn. Đấy, em cho sang bếp sau nhé. Đây, ra cái bếp sau này. Bếp sau này. Bác nhìn bếp đằng sau nhé. Bếp đằng sau thì bác lại dùng ấn nồi bên này. Đây. Tăng giảm đây. Đấy, tăng giảm đây. Bếp đằng sau có nghĩa là nấu một lúc hai bếp đều được hết. Bác nhìn. Bếp sau đấy. Nấu một lúc hai bếp đều được hết. Đấy, được chưa? Hoặc là bác chuyển sang bếp này này. Nấu một lúc, đều nấu được hai bếp một lúc nhé. Được chưa? Nấu rất là thích luôn. Đấy, có thấy chưa? Đó là ok cho bác luôn nhé. À, dòng bếp này thì báo cáo bác là an toàn. Tất cả mặt trên này nhé. Bằng kính chứ. Hàng này thì hôm trước là đợt cách đây khoảng độ 2-3 năm về trước em bán cái loại này thì cái ngày đấy là em cũng dại quá, em cứ để cả hai dây đấy. Con này nó có hai đường dây. Để em rút ra cho. Em rút cho bác này. Đây này, để dưới gầm này này. Để dưới gầm này, bác nhìn chưa? Nó có hai cái đường dây, đây một đường nữa. Nhưng bây giờ bên em cắt đi. Cắt đi để tránh là nhiều lúc các bác cắm mà điện 100 mà, nó cắm mà nó chập. Đến là nó phí mất, cắt luôn. Đấy, cắt đi cho bác. Đấy, và phía dưới này đây, thiết kế hai quạt này. Hai quạt là mát. Bếp này có thể để làm bếp dương hoặc làm bếp âm luôn. Các bác chỉ cần cắt mặt gạch ấy, tầm này này, đặt xuống. Nấu rất là thích luôn, nhá. Nấu rất thích, để luôn này. Đấy, rất là tiện. Thôi, để cho bác mức giá 2 triệu 8 đi. Tặng cho bác 100 nghìn cho sướng. Lô này lấy được 4-50 con liền. Tặng cho bác 100. Nó thích nhá, 2 triệu 8 bác nhá. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác. Lâu lâu em cũng không quay lại cái mặt hàng máy tính đấy bác. Đây là những con máy tính. Tất cả bộ máy tính là đây bác nhá. Ngày trước các bác nhìn thấy cái bộ máy tính này là nó quả một cái cây to tướng này. Nhưng cái cây đấy bây giờ nó đồng bộ hết vào trong này rồi. Đây là con máy tính Dell. Máy tính Dell màn hình 23 inch. Chip Core i7 RAM 8GB. RAM 8GB. Em khởi động. Đây, nút nguồn bác nhé. Đây này, con này nó có nút nguồn đây nhé. Nút nguồn, đấy. Và điều chỉnh sáng tối và cổng vào, tín hiệu vào. Đấy, thì đối với dòng này thì báo cáo bác là dòng này có mức giá, chip Core i7 có mức giá là 6.980.000. 6.980.000. Chắc cũng chả còn hết. Đợt này còn ít nữa kia. Đây ạ. Em cho các bác xem cấu hình nhé. Đây ạ. Chip Core i7 bác nhé.
chip coi 7 4790S. RAM 8GB. Ok chưa? Chip coi 7. Đấy, ổ 256. 256. Ok. Những con này thì các bác cho các cháu học sinh hoặc là các bác làm văn phòng. Con này có thể vẽ được AutoCAD được hết các bác nhá. i7 thì không có gì mà không vẽ được cả. Thoải mái. Màn 23 inch rất là to luôn. Để so sánh với dòng On One của Dell này nhá. Báo cáo bác đây này, em lấy một máy khác em sớt luôn này. Em sớt luôn Hugo cho bác này. Nhá, để cho các bác cùng sớt luôn nhá. Máy tính Dell On One 23 inch. Máy tính Dell On One 23 inch. Đấy. Bác nhìn đây. Những cái con cấu hình ví dụ như con này chẳng hạn, i3, i7, i5 chính hãng. Bác nhìn thì em mở con này nhé, con này đã là 23.990.000 rồi. Để em cho bác xem nó là cấu hình bao nhiêu nhé. Nào. Màn 23, 24 inch bác nhìn thấy chưa? Đây, chip i7 bác nhìn thấy chưa? Chip i7 và RAM cũng 8GB 256. Nào. Mà bác nhìn thấy giá bao nhiêu chưa ạ? 23.990.000. Thì các bác biết là như thế nào rồi chứ ạ? 6.990.000 nhé. Hàng này hàng bãi. Mà cái màn hình này đặc biệt là em thích nhất cái màn này này. Cái màn hình này nó không có độ bóng, nó không bị lóa. Nên là các bác có thể ngồi làm việc quanh năm ngày tháng không hại mắt. Cái quan trọng nhất là cái này này. Cái đấy đấy. Bên em đã cắm cả wifi hết cho các bác rồi. Bắt wifi không dây được cho bác nhé. Có cả wifi không dây hết. Đấy được chưa? Wifi không dây. Ngoài ra thì cổng cắm tín hiệu vào. Thì bên này là ổ cắm này. À bên này ổ đĩa này. Đấy, bác đợi em chút nhé, em nghe máy đã, tạm dừng chút.